Tuy nhiên có những ý kiến phải được sự đồng ý của các cơ quan nhà nước về thì mới là đúng căn cứ pháp lý như thế. Ví dụ như là những việc về các công trình thì chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành chức năng liên quan. Theo bị cáo nói rằng là bí quyết là có tính chất bắt buộc phải thi hành đối với PVN, và cái nghị quyết và nó có tính chất bắt buộc đó, và trong trường hợp mà cần thiết là phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ, thì cái điều lệ nào nó quy định là trong trường hợp nào là trong trường hợp cần thiết? Thank you.
bị cáo cho biết này, bị cáo có biết ký kết luận thanh tra số 427 ngày 27 tháng 12 năm 2012 của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước không? Thứ hai là cái việc đánh giá hoạt động của ngân hàng
là cái cổ tức được chia là 5 phần thẩm phí, và cái số tiền mà về tài khoản của thẩm phí là cái thật, chứ không thể nào nói là tiền trên đây đó. Năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 là đều được chia, và cái việc đầu tư mà được chia cổ tức quá lớn như vậy là có hiệu quả. Và xin thưa hội đồng quản trị sự và chắc chắn giúp cho là bị cáo Trần Quốc Tất tháng 8 năm 2011 và đến 3 năm sau 2011, 2012, 2013 thì ngân hàng vẫn được chịu thua, và các cơ quan liên quan đều khẳng định cái việc đó là đúng, tiền nên tiền thật thật là tốt, chứ không phải là tiền là một cái chỉ trên thực tế. Cho nên là cái việc mà tập đoàn đầu tư đó là đúng chủ trương đúng đề án thì là của tập đoàn Đồng Bí và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Và các bạn, trước khi tập đoàn